Nếu đang có trong tay vài trăm triệu, bạn sẽ chấp nhận gửi tiết kiệm với lãi suất chỉ từ 5 đến 8%. Vàng, ngoại tệ, chứng khoán, liệu có phải là giải pháp tốt trong thị trường biến động không ngừng và nhiều rủi ro? Hãy yên tâm, NovaGold Phan Thiết, siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe sẽ mang đến giải pháp đầu tư dòng sản phẩm Second Home biển hiệu quả, an tâm, cam kết lợi nhuận gấp đôi lãi suất ngân hàng và không có bất cứ rủi ro nào. Đây cũng là dòng sản phẩm bất động sản du lịch sẽ dẫn dắt xu hướng đầu tư thập kỷ tới với đa mục đích sử dụng, vừa ở vừa cho thuê và khả năng sinh lợi bền vững cùng giá trị gia tăng vượt trội theo thời gian. Chương trình đầu tư ngoại hạng siêu an toàn, nhận lợi nhuận siêu khủng, số lượng có hạn. Cam kết mua lại 100%, sinh lời tới 80% trên tổng số tiền thanh toán. Đặc biệt, đầu tư ban đầu từ 700 triệu, thanh toán trong 3 năm 60%. Cam kết lợi nhuận lên tới 80% trong 5 năm. Tương ứng đầu tư 2,8 tỷ, nhận 2,3 tỷ lợi nhuận, tương đương 1 lời 1. Mức lợi nhuận cam kết siêu hấp dẫn trên thị trường hiện nay. Khách hàng có thể quyết định nhận lại vốn đầu tư và lãi suất, hoặc có thể lựa chọn nhận nhà tiếp tục nếu thấy giá trị gia tăng tốt sau 3 đến 5 năm. Có thể nói, đây chính là thời điểm vàng để đầu tư vào Second Home biển NovaWorld Phan Thiết, vì giá trị tài sản sẽ được tăng trưởng rất nhanh nhờ vào đòn bẩy hạ tầng, bảo chứng tăng giá cho bất cứ sản phẩm bất động sản nào. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết khởi công tháng 9 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2023, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Phan Thiết chỉ còn 1 giờ 40 phút. Cảng hàng không quốc tế Phan Thiết hoàn thành năm 2023. Cảng hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành năm 2023, giúp Phan Thiết kết nối thuận tiện, đón lượng khách du lịch lớn nội địa và quốc tế trong tương lai. Thêm vào đó, hãy cùng điểm qua những tiềm năng về du lịch của Phan Thiết, Bình Thuận. Thiên nhiên ưu đãi với hơn 300 ngày nắng, thời tiết ấm áp, khô ráo, đường bờ biển dài phù hợp với các môn thể thao biển. Tăng trưởng lượng khách du lịch, năm 2018 đón 5,8 triệu lượt khách, năm 2019 đón 6,4 triệu lượt khách, kỳ vọng đến năm 2030 đón hơn 20 triệu lượt khách. Phan Thiết đang trên đà trở thành điểm đến số 1 châu Á trong tương lai gần. Sản phẩm đầu tư Second Home biển tại NovaWorld Phan Thiết, siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe, còn được gia tăng giá trị cao khi nằm trong dự án quy mô lớn 1.000 hectare, tích hợp hàng trăm tiện ích quốc tế như sân golf 36 hố tiêu chuẩn PGA, trung tâm thể thao đa năng 50 hectare, công viên bãi biển 16 hectare, công viên chủ đề 25 hectare, khu khách sạn resort được quản lý và vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Cùng điểm lại chương trình đầu tư Second Home biển với gói đầu tư siêu an toàn tại NovaWorld Phan Thiết. Cam kết mua lại 100%, sinh lời lên tới 80% trên tổng số tiền thanh toán. Đặc biệt, đầu tư 2,8 tỷ, nhận 2,3 tỷ lợi nhuận, tương đương 1 lời 1. NovaWorld Phan Thiết, siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe. Hotline 0938 221 226. Được phát triển bởi tập đoàn Novaland.